Tiểu sử và sự nghiệp của nhà thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu là một trong những nhà thơ tiêu biểu cho phong trào thơ mới của Việt Nam. Những sáng tác của ông luôn được đón nhận một cách nồng nhiệt. Cho đến tận bây giờ, khi nhắc đến nhà thơ Xuân Diệu, chúng ta vẫn không thể quên những câu thơ như "Yêu là chết đi trong lòng một chút", "Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn, nhưng đích thực tình yêu chỉ có một". Vậy điều gì đã làm nên tên tuổi cùng với sự nghiệp văn chương đồ sộ của ông? Xuân Diệu sinh năm 1916, mất năm 1985. Tên đầy đủ là Ngô Xuân Diệu. Ngoài bút danh Xuân Diệu, ông còn có bút danh khác là Trảo Nha. Quê của ông, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh tại quê mẹ huyện Tuy Phước, Bình Định. Cha của ông là Ngô Xuân Thọ và mẹ là Nguyễn Thị Hiệp. Xuân Diệu sống ở Tuy Phước đến năm 11 tuổi. Năm 1927, ông đến Quy Nhơn học. Sau đó từ năm 1936, năm 1937, ông ra Huế học một năm, sau đó tốt nghiệp tú tài. Năm 1937, Xuân Diệu ra Hà Nội học trường luật và viết báo, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn năm 1938 đến 1940. Đến cuối năm 1940, ông được là viên chức ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Xuân Diệu là thành viên thứ 7 của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, là đại biểu xuất sắc của phong trào thơ mới với hai tập Thơ Thơ và Gửi Hương Cho Gió. Những bài thơ của ông nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt của công chúng. Mọi người tôn xưng ông là ông hoàng thơ tình. Bên cạnh việc sáng tác thơ ca, ông còn tham gia viết báo, phê bình văn học, dịch sách. Là cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam, Xuân Diệu đã để lại khoảng 450 bài thơ, một số truyện ngắn và nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học. Phong cách sáng tác, sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu. Xuân Diệu là một trong những cây bút lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của ông mang nhiều màu sắc khác nhau và đều để lại rất nhiều dấu ấn trong tim bạn đọc. Ông chính là nhà thơ của tình yêu, của mùa xuân nơi tràn đầy sự tươi mới và yêu đời mãnh liệt. Là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới, chất thơ của Xuân Diệu luôn tạo ra sự khác biệt, cách dùng ngôn từ sáng tạo và hấp dẫn người đọc. Ai đã một lần đọc qua thơ của Xuân Diệu chắc hẳn rằng sẽ khó lòng mà quên được, bởi những sức sống mãnh liệt trong những câu thơ ấy mang đến một niềm khao khát hòa mình với thiên nhiên, với cuộc sống. Sau cách mạng tháng 8, Xuân Diệu có hướng đi mới trong phong cách viết thơ của mình, đó là ông hướng vào đời sống thực tế, nó mang đậm tính thời sự. Ý thức được trách nhiệm của một công dân, Xuân Diệu miệt mài sáng tác những bài thơ chào cách mạng bằng vần thơ yêu đời. Trong sự nghiệp văn học đồ sộ của mình, trong các tác phẩm nổi tiếng có bài thơ Vội Vàng. Trong tập Thơ Thơ là sự kết tinh vẻ đẹp của cuộc sống ở thơ của Xuân Diệu trước cách mạng. Bài thơ mang một âm điệu vội vã, rục rã với một tâm trạng lo lắng, khắc khoải trước sự khước từ của thời gian. Hóa ra mọi thứ đều trở nên hữu hạn khi đứng trước thời gian. Bài thơ như một lời thức tỉnh đến bạn trẻ, phải biết trân trọng thời gian và một cuộc đời thật ý nghĩa. Thơ ca như thổi vào tâm trí con người một luồng gió mới, và thơ Xuân Diệu luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm sau khi đọc. Sau đây là một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông, bài thơ Đây Mùa Thu Tới. Dặng liễu điều hưu đứng chịu tang, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới, mùa thu tới, với áo mơ phai xệt lá vàng. Hơn một loài hoa đã rụng cành, trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh. Những luồng rút dày sung rinh lá, đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh. Thỉnh thoảng nàng trăng tự ngẩn ngơ, non xa khởi sự nhạt sương mờ. Đã nghe sét mướt luồn trong gió, đã vắng người sang những chuyến đò. Mây vần từng không chim bay đi, khí trời u uất hận chia ly. Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói,
tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì. Trong lời đưa duyên giới thiệu tập thơ thơ, tác giả viết: đây là lòng tôi đương thời sôi nổi, đây là hồn tôi vừa lúc vang ngân, và đây là tuổi xuân của tôi, và đây là sự sống của tôi nữa. Tập thơ bắt đầu của tôi đây, bạn chớ bắt chước những người khôn ngoan, họ không biết quý phần ngon nhất của đời. Tình yêu và tuổi trẻ, tôi gửi hồn tôi cho những người trẻ tuổi và nhất là trẻ lòng. Bài thơ này từng được sử dụng trong chương trình sách giáo khoa văn học 11 giai đoạn năm 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong sách giáo khoa ngữ văn 11 từ năm 2007.